Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Mỹ sẽ gặp nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ là khách của Lầu Năm Góc cùng các bộ trưởng khác của ASEAN trong sự kiện đặc biệt tại Hawaii. Ông sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel. Sự kiện ngày 1 đến 3 tháng 4 là cuộc họp đầu tiên do một Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tổ chức với ASEAN. Cuộc họp tại Hawaii là dịp để Hoa Kỳ tăng cường quan hệ quốc phòng với ASEAN trong bối cảnh lo ngại về sự cứng rắn của Trung Quốc trên biển. Theo ông Brian Hardin, từng làm việc trong văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, sự kiện ở Hawaii bắt nguồn từ chuyến thăm Lầu Năm Góc tháng 12 năm 2009 của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Gặp người đồng cấp Robert Gates, ông Thanh hỏi liệu Hoa Kỳ có quan tâm tham dự lần đầu tiên của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng hay không. Sau khi ông Gates tham dự cuộc họp tại Hà Nội năm 2010, quan hệ quốc phòng của Hoa Kỳ với ASEAN đã gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ kế tiếp, ông Leon Panetta, đã dự hội nghị của ASEAN năm 2011 và 2012. Năm 2013, đến lượt ông Chuck Hagel dự hội nghị ở Brunei. Dự kiến cuộc họp ở Hawaii sẽ bàn đến nhiều chủ đề, từ an ninh khu vực đến hỗ trợ thiên tai. Các bộ trưởng ASEAN cũng sẽ được nghe báo cáo và xem diễn tập của hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.